Chủ nhà làm ăn có lộc, có gửi bên nhà tốt báo một căn nhà 3 tầng. Nhà này thì gần như là vẫn còn rất là mới. Hiện tại em đang đứng ở trong căn nhà đấy đây thưa mọi người. Ngoài xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Với một căn nhà 3 tầng còn mới tới 90% về ở được ngay, sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao được luôn. Ngay gần với lại trạm bơm Yên Nghĩa, gần với tổ 13 Yên Nghĩa, gần khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với lại trường đại học Phenica luôn. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không? Theo dõi căn nhà này để xem có phù hợp với quý vị hay không và liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt để được tư vấn xem nhà và chọn lựa cho căn nhà mình một ngôi nhà mơ ước. Với căn nhà này thì ngõ trước nhà thực tế là 2 m, cách với lại 20 m là ra tới đường ô tô đi lại. Và căn nhà này thì được thiết kế và xây dựng năm 2020 quý vị nha. Và chủ nhà chuyển đổi công tác thì có nhờ bên Nhà Tốt bán căn nhà này thì theo hiện trạng còn tương đối là mới. Và căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, vị trí thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ, trường phần phường trạm, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, về gần với lại Ủy ban Nhân dân xã Đông La và rất là gần với các trường xung quanh, những cái tiện ích hàng ngày, chợ, trường, phường trạm như em đã chia sẻ. Với căn nhà này thì tầng 1 thiết kế không gian cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Theo đúng như hiện trạng, sổ sách pháp lý rõ ràng về ở được ngay, có hỗ trợ vay một ngân hàng. Giá bán em sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Với không gian phòng khách của ngôi nhà thì rất là thoáng. Quý vị có thể thiết kế trong ngoài một bộ sofa ở đây cũng được. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp thiết kế là tủ gỗ mọi người ạ. Và chủ nhà có để lại cho mình một hút mùi, một bếp từ. Phụ kiện bếp thì chất liệu inox 304. Nói chung nhà mới hay cũ thì em đều quay review chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 để quý vị có thể cân nhắc nhé. Đó, rồi là với phần tay vịn cầu thang thì thiết kế tầng 1 lên tới tầng 3 là gỗ, mặt bậc thì ốp đá đen cổ trắng. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Tầng 1 thì thiết kế hệ thống trần thạch cao. Ngoài cái phần cửa chính thiết kế là cửa gỗ thì ở phần không gian phòng bếp có thiết kế một cửa sổ nhỏ thoáng ở đây nhé mọi người ạ. Đó, để mọi người có thể hình dung và nhìn rõ hướng nhà này thì là hướng đông bắc mọi người nha. Nó có một căn duy nhất để chủ nhà gửi bán thôi, rất là hợp lý. Vị trí của nó thì ngay gần với trạm bơm Yên Nghĩa, nó gần như sát với tổ 13. Bên kia là tổ 13 Yên Nghĩa thì bên này là căn nhà này mọi người ạ. Và mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị 2 phòng ngủ trước và sau. Đây. Phòng nào cũng có cửa sổ thông và thoáng. Với phòng ngủ này thì chủ nhà để lại cho mình một chiếc tủ quần áo, cửa cánh lùa mọi người nha. Gạch lát nền kích thước gạch là vân gỗ. Rồi là cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Cầu thang ở đây, 2 phòng ngủ hai bên, phòng vệ sinh ở ngoài cùng. Đấy, để mọi người có thể tưởng tượng ra được nhà có như thế nào thì em quay review cho quý vị là như vậy. Đây là phần phòng ngủ bên cạnh. Đầy đủ ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa, cửa sổ thiết kế 2 lớp. Phòng này thì chủ nhà cũng để lại tủ quần áo cho mọi người. Đấy, mỗi một ngôi nhà một cách thiết kế khác nhau, một công năng sử dụng khác nhau. Cho nên nếu như mà quý vị nào theo dõi kênh bán hàng của bên Ngọc Ánh thì biết rằng là tất cả những căn nhà cho lên không một căn nào giống căn nào, nó chỉ na ná về mặt thiết kế thiết kế thôi. Còn đâu về khổ đất này, về diện tích này, về hướng hay về giá nó là khác nhau. Cho nên nó không có sự, rất là ít sự trùng lặp ở đây mọi người ạ. Ví dụ như là một cái dãy nhà liền kề khoảng tầm 5 đến 7 căn thì em sẽ chỉ quay 1 đến 2 căn nó khác hướng hoặc là khác thiết kế thôi. Còn nếu để mà nói về mẫu thiết kế mà giống nhau thì em thường chia sẻ là em sẽ quay review một căn mẫu cho quý vị đấy. Và cái căn nhà này 30 mét mà thiết kế 2 phòng ngủ hai bên, rồi là phòng vệ sinh ở giữa. Nếu như quý vị nào kinh phí có hạn mà đang có những cái lô đất thừa đất 30 mét mà chưa biết thiết kế như thế nào cho nó hợp lý thì có thể tham khảo mẫu nhà thiết kế của bên Nhà Tốt, tham khảo các mẫu nhà của chủ đầu tư xem là cái mẫu này nó có phù hợp với quý vị hay không, bởi vì nó có rất là nhiều mẫu mọi người nha. Mọi người theo em lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và ngoài đang đứng ở trên tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế ở đây cho quý vị là phòng thờ, một phòng ngủ. Vậy là có 3 phòng ngủ riêng. Và một sân phơi. Công năng sử dụng tương đối là hài hòa. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Và với cái căn nhà này thì chủ nhà cũng có làm thêm một cái mái nữa để làm chống nóng mọi người ạ. Có cầu thang đi lên.
hồ sơ điện nước rõ ràng, sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho quý vị một căn nhà ưng ý nhất nhé. Tất cả các căn nhà đều pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Mọi người muốn tìm hiểu liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Ngoài xin chào và hẹn gặp lại.